Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh ghép gan thành công cho bệnh nhi 10 tuổi. Doanh nghiệp xây đập chặn sông nuôi cá tầm trái phép. Khởi tố bắt tạm giam tài xế lái xe tải cán tử vong thiếu tá công an. Lâm Đồng, lão nông với những cúp vàng. Thưa quý vị, Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhi 10 tuổi ở Bạc Liêu. Đây là ca ghép gan thứ 11 được bệnh viện này thực hiện thành công đối với bệnh nhi. Ca ghép gan cho bé Ca kéo dài 12 tiếng và gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình trước và sau phẫu thuật. Bé bị bệnh teo đường mật bẩm sinh để được phẫu thuật ca sai lúc 2 tháng rưỡi. Vì bệnh lý này, bệnh nhi bị diễn tiến xơ gan, tăng áp cửa đường mật. Trước khi được ghép gan, bệnh nhi gầy ốm, thể trạng suy kiệt, vàng da, vàng mắt, bụng chướng, lách to, xuất huyết tiêu hóa nhiều lần. Trong trường hợp này, để lấy gan nguyên cái gan trái bà mẹ, thì nó lại có vấn đề phức tạp là bà mẹ, người cho thích hợp lại có hai động mạch gan. Hai cái động mạch này nó cách xa nhau nhưng mà nó lại thông với nhau. Riêng đối với em bé, nó lại như bác sĩ Thủy vừa báo cáo, nó làm trường hợp mà đầu tiên tụi tôi gặp ở đây là lá lách, nó bị tăng áp lực tĩnh mạch cửa, mà cái tĩnh mạch lách nó là một thành phần của tĩnh mạch cửa, cho nên nó đến 10 tuổi rồi cái lách to khủng khiếp như vậy. Sau 3 tuần được ghép gan, bé Ca hồi phục tốt, sức khỏe ổn định. Gan ghép đã hoạt động gần như người bình thường. Dự kiến đầu tuần tới bé sẽ được xuất viện. Sau ghép gan, bé bị tràn dịch màng phổi, vàng da, tràn dịch dưỡng chấp nhưng đã được các y bác sĩ theo dõi sát, điều trị ổn định. Từ khi tuyến đường tránh thị trấn Diên Khánh quốc lộ 1A, đoạn đi qua huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đưa vào sử dụng hơn 1 năm nay, thì trên tuyến đường tránh này đã xảy ra rất nhiều tai nạn giao thông, trong đó có trên 10 vụ tai nạn chết người, nên người dân nơi đây đã gọi tuyến tránh này là đoạn đường tử thần. Nguyên nhân dẫn đến hiện trạng trên do tuyến đường tránh thị trấn Diên Khánh khi xây dựng đã cắt đôi hai con đường liên thôn của xã Diên Toàn. Và hai con đường này lại là con đường huyết mạch của cư dân nơi đây, nơi người dân thường chạy cắt mặt các phương tiện đang lưu thông trên quốc lộ 1A để băng qua đường thường xuyên xảy ra. Từ đây, chỉ trong khoảng hơn 1 năm nay, khi tuyến đường tránh này đưa vào sử dụng đã xảy ra rất nhiều tai nạn giao thông nghiêm trọng, trong đó có trên 10 vụ tai nạn chết người mà nạn nhân đều là những người đi xe máy. Thì cái ngã tư này rồi rất là nguy hiểm, xảy ra 3 vụ chết người, còn bị mà tai nạn mà thương thì gãy tay gãy chân rồi thì rất là nhiều. Nhằm để hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến đường tránh nguy hiểm này, trước mong cảnh chức năng giao thông tỉnh Khánh Hòa cần thêm lắp đặt các chốt đèn tín hiệu như đèn xanh, đèn đỏ tại hai ngã tư tử thần trên. Thưa quý vị, sông Krông Bông chảy qua địa bàn xã Giang Mau, huyện Krông Bông, Đắk Lắk đang bị chặn dòng để xây dựng hàng chục ô nuôi cá tầm trái phép. Vụ việc đã xảy ra một thời gian dài, làm ảnh hưởng cảnh quan môi trường, ô nhiễm nguồn nước đầu nguồn, gây khó khăn cho sản xuất, sinh hoạt của người dân. Nhưng các ngành chức năng của tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm. Theo lãnh đạo xã Giang Mau, tháng 8 năm 2016, công ty cổ phần Giang Hanh, huyện Krông Bông và công ty thủy sản Trường Toàn, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, có tờ trình xin huyện Krông Bông cho phép xây dựng trang trại nuôi cá tầm trên diện tích đất nông nghiệp 1,3 hectare với quy mô 50 ao nuôi tại khu vực bãi bồi điểm giao giữa sông Krông Bông và suối Ea Tông. Đến tháng 11 năm 2016, hai công ty đã chấm dứt hợp đồng liên kết sản xuất và trang trại nuôi cá tầm được ông Nguyễn Văn Toản, trú tại thành phố Hồ Chí Minh mua lại. Dù chưa được huyện Krông Bông chấp thuận dự án, nhưng ông Toản đã khẩn trương xây dựng được 24 ô nuôi, trong đó 9 ô đã thả nuôi 16.000 cá giống. Hiện 10 ô đang xây dở. Để có nước nuôi cá tầm, chủ trang trại đã cho xây một đập dân kiên cố bằng bê tông dài 20m, cao 6m, chỉ để lại một khe nhỏ chắn ngang dòng Krông Bông, khu vực đầu nguồn, và 200m kênh bê tông dẫn nước từ đập dân vào các ô nuôi cá. Lưu lượng dòng nước bị điều chỉnh khiến nhiều khu vực hạ lưu sông Krông Bông bị cạn kiệt. Không chỉ vậy, nước thải của trang trại không được xử lý, xả trực tiếp ra sông. Trước đây là dòng sông này toàn dân ở đây là đi làm ăn, nói chung là múc nước này để mà uống. Từ công ty làm thì dân thì dĩ nhiên là không dám uống nữa. Trước đây thì sông rất nước rất lớn và cá cũng nhiều, mà bây giờ thì sông cạn mà cá cũng ít. Người dân và chính quyền địa phương mong muốn các ngành chức năng của tỉnh sớm kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp trả lại hiện trạng như ban đầu cho sông Krông Bông, khắc phục ô nhiễm nguồn nước để người dân yên tâm lao động sản xuất.
tại hai xã Ia Lâu và Ia Pia thuộc huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, vừa xảy ra vụ lốc xoáy kèm mưa đá, làm cho 250 căn nhà bị sập và tốc mái. Hiện công tác khắc phục hậu quả đang được chính quyền và ngành chức năng, chủ lực là các đơn vị quân đội, đã nhanh chóng hỗ trợ người dân dựng lại nhà, ổn định cuộc sống. Trước đó, trong hai ngày 12 và 13 tháng 4, trên địa bàn huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, có mưa lớn kèm theo lốc xoáy mạnh, làm sập hoàn toàn 8 căn nhà, tốc mái 242 căn nhà tại hai xã Ia Lâu và Ia Pia. Ước thiệt hại trong đợt này là gần 1 tỷ 800 triệu đồng. Ủy ban nhân dân huyện Chư Prong đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và các xã huy động lực lượng tại chỗ, cùng các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa. Địa phương đã phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn, trong đó có Trung đoàn 710 đã cử lực lượng về với phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả lốc xoáy vừa qua, và đến hiện tại bây giờ là 100% số hộ đã được khắc phục. 4 ngày sau cơn lốc xoáy gây ra thiệt hại tại Chư Prong, công tác khắc phục hậu quả cơ bản được hoàn thành. Các đơn vị quân đội, lực lượng nhân dân tự vệ địa phương hỗ trợ công tác xây dựng. Huyện Chư Prong cũng trích ngân sách hỗ trợ mỗi hộ dân bị thiệt hại 2 triệu đồng để tạm thời ổn định cuộc sống trước mắt. Mới đây tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, hàng trăm quả bom bi đã được phát hiện. Đáng nói là số bom bi này nằm cách khu dân cư chưa đầy 500 mét, đe dọa đến cuộc sống của người dân. Hiểm họa từ bãi bom mìn lộ thiên là hiện hữu. Những quả bom bi được người dân gom lại và chất thành đống trên các mỏm đá, bom nằm xen lẫn trong lá cây một ven đường, hầu hết đều còn ngồi đổ, có thể gây sát thương bất cứ lúc nào. Theo người dân, số bom này được thu lượm từ những người đi khai thác đá và khai đất trồng keo. Khu vực này còn nhiều bom đạn sót lại sau chiến tranh, nên nguy cơ tai nạn bom mìn rất cao. Nhiều người dân đã bị thiệt mạng do bom bi. Và hiện nay nhân dân đang canh tác trên cái vùng này. Đề nghị các thẩm quyền, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Quốc phòng anh quan tâm để rà phá bom mìn để đảm bảo cho nhân dân canh tác. Gần đây, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Tịnh cũng đã đến khảo sát hiện trường, đánh giá sự nguy hiểm. Tuy nhiên, việc đã phá thu gom cho đến nay vẫn chỉ mới dừng lại ở mức độ đề xuất. Thiết nghĩ, lực lượng chức năng địa phương nên phối hợp rà phá thu gom để tránh những tai nạn bom mìn đáng tiếc cho người dân khi mà chiến tranh đã kết thúc hơn 40 năm. Thưa quý vị, những ngày qua, các trường trung học phổ thông đã tiến hành gần như hoàn tất việc cho thí sinh đăng ký vào các trường đại học. Thế nhưng, với những thí sinh có ý định nộp hồ sơ vào các trường cao đẳng thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội, thì không biết phải tìm thông tin từ đâu, nộp hồ sơ thế nào. Nhiều em gặp khó khăn và khá hoang mang khi phải tự mình tìm kiếm những thông tin nếu muốn theo học. Được biết, trong hồ sơ đăng ký xét tuyển vào đại học năm nay không có phần đăng ký vào các trường cao đẳng ngoài ngành sư phạm, khiến nhiều học sinh không nắm được thông tin và gặp khó khăn khi muốn tìm hiểu thông tin và đăng ký theo học. Để biết được thông tin tuyển sinh vào các trường, các em học sinh phải tự tìm hiểu vào website của từng trường để tìm hiểu các ngành học, chỉ tiêu tuyển sinh, mã ngành, mã trường, cách thức đăng ký. Khi mà nhận được hồ sơ, thì cái phần cao đẳng thì tất nhiên là không có trong hồ sơ xét tuyển. Thì lúc đó mình phải tự tìm hiểu thêm để có thể vào được cái trường cao đẳng mà mình mong muốn. Hiện nay, trên trang web của Tổng cục Dạy nghề chỉ mới có thông tin của một số trường thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội quản lý trước đây. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh mới có 46 trường cao đẳng trung cấp nghề thuộc quản lý của Bộ Lao động Thương binh Xã hội được đưa lên trang web. Trong khi thực tế, khu vực này đến nay có tổng số 94 trường cao đẳng trung cấp. Khi thời điểm này, các trường trung học phổ thông nên cung cấp thêm thông tin về tuyển sinh cao đẳng cho học sinh, phối hợp với hệ thống các trường cao đẳng để hướng kịp, bổ sung thông tin kịp thời cho học sinh. Tiếp tục chương trình là những thông tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị, chiều ngày 17 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã khởi tố vụ án bắt tạm giam tài xế Trần Mạnh Thống, 25 tuổi, hộ khẩu thường trú xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, để điều tra làm rõ vụ xe tải cán tử vong thiếu tá Lê Quang Minh. Thông khai nhận vào khoảng 19 giờ cùng ngày, Thông điều khiển xe tải 60C10762 chở heo theo đơn đặt hàng từ Biên Hòa đi thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Khi tới đoạn gần ngã ba Vũng Tàu thì bị tổ cảnh sát giao thông thuộc đội kiểm soát giao thông số 1 BC67 đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A ra hiệu lệnh để kiểm tra. Do biết xe của mình chở quá tải trọng và sợ bị phạt nặng nên Thông sau khi xuống xe làm việc với công an, Thông không xuất trình giấy tờ, sau đó tiếp tục điều khiển xe lưu thông. Sau đó, thiếu tá Lê Quang Minh truy đuổi theo xe tải của Thông đến trạm thu phí cầu Đồng Nai thì đuổi kịp. Tuy nhiên, Thông vẫn không hợp tác xuống xe làm việc mà tiếp tục điều khiển xe lưu thông.
Thì em chạy chừng được 5 mét đó, thì anh công an chạy lên đập cái ghế xe em. Thì sau lúc đập xe em thì không biết anh té lúc nào em cũng không biết. Thì rớt vào bánh sau xe em cán qua. Thì em thấy nhân viên trạm thu phí hô. Thì em mở cửa ra em thấy anh nằm sau đuôi xe em thì em sợ hoảng quá thì em chạy xuống cầu này, trốn dưới cầu này. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Chiều ngày 17 tháng 4, hai thanh niên đi trên xe gắn máy. Khi đang lưu thông đến giữa cầu Nguyễn Văn Cừ, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, thì bất ngờ tông vào thành cầu, rơi xuống kênh tàu hủ Bến Nghé. Sự cố đã khiến cho một người tử vong, giao thông qua cầu bị ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ. Vào khoảng 16 giờ ngày 17 tháng 4, hai nam thanh niên đi trên xe gắn máy mang biển số 79Z1-75829 lưu thông qua cầu Nguyễn Văn Cừ theo hướng từ quận 5 về quận 8. Khi đến đoạn giữa cầu thì bất ngờ tông vào thành cầu, khiến hai người này văng qua lan can, rơi xuống kênh tàu hủ Bến Nghé. Một nam thanh niên đã bơi được vào bờ nên may mắn thoát nạn, người còn lại bị mất tích dưới kênh. Do sự cố xảy ra vào giờ cao điểm đã khiến giao thông qua cầu theo hai hướng bị ùn tắc kéo dài. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông và tìm kiếm nạn nhân bị mất tích. Đến 17 giờ 15 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy ở gần khu vực bị nạn. Theo người đi đường cho biết, mặc dù thành cầu Nguyễn Văn Cừ được nâng cao và một số nơi được bao bọc bởi lưới sắt để bảo vệ an toàn cho người đi đường, tuy nhiên tại một số điểm lan can cầu lại rất thấp, dễ gây nguy hiểm cho người lưu thông qua cầu nếu xảy ra va quẹt. Vào khoảng 18 giờ 30 ngày 17 tháng 4, trên đường Hùng Vương, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến cho một nữ sinh viên thiệt mạng tại chỗ. Nạn nhân là Nguyễn Hồng Phúc, 25 tuổi, nữ sinh viên năm cuối một trường cao đẳng tại Bình Dương. Theo các nhân chứng, thời điểm trên Phúc đi xe máy trên đường Hùng Vương theo hướng từ thành phố Thủ Dầu Một về thị xã Tân Uyên. Khi chuẩn bị đến ngã tư giao giữa đường Hùng Vương với đường Võ Văn Kiệt thì xe của Phúc bị một chiếc xe bồn trộn bê tông chạy cùng chiều từ phía sau va chạm. Phúc cùng chiếc xe gắn máy bị chiếc xe bồn cuốn vào và kéo lê hơn 10 mét. Nạn nhân đã bị bánh xe cán qua người chết tại chỗ. Được biết, Phúc chuẩn bị tốt nghiệp trường cao đẳng, đang đi làm thêm để chờ lấy bằng tốt nghiệp thì xảy ra vụ việc đau lòng trên. Thưa quý vị, vào khoảng 21 giờ 30 phút tối ngày 18 tháng 4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu căn hộ cao cấp nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp ra bên ngoài. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời có mặt để nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra trong đêm. Thời điểm trên, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ một căn hộ nằm ở tầng 28, cao ốc Tobas Tower 2, cao 37 tầng, trong khu dân cư Phước Hợp, Sài Gòn Pearl, ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. Ban quản lý đã nhanh chóng báo động và hướng dẫn cho hàng trăm hộ dân trong cao ốc di chuyển, thoát nạn xuống đất an toàn. Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Bình Thạnh điều động 6 xe chuyên dụng đến hiện trường tiếp cận căn hộ trên và nhanh chóng dập tắt đám cháy. Vụ hỏa hoạn trên may mắn không có thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhưng đã khiến hàng trăm hộ dân tại đây hoảng sợ. Đến 23 giờ cùng ngày, rất đông người dân trong cao ốc vẫn đứng bên dưới tòa nhà để cơ quan chức năng khắc phục sự cố. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Ngày 17 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 16 năm tù đối với bị cáo Trần Quang Mạnh, sinh năm 1977, trú tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội, về tội trộm cắp tài sản. Vốn là kẻ không gậy kịp để có tiền tiêu, Mạnh nghiên cứu cách trộm xe ô tô và sắm bộ đồ kệ chuyên dùng cho việc trộm cắp. Vào nửa đêm về sáng, khi mọi người đã ngủ say, Mạnh đi tìm những chiếc ô tô đổ ngoài đường, không người trông coi để lấy trộm. Để thuận tiện, Mạnh rủ thêm Thành, Cảnh, chưa xác định được lai lịch, cùng tham gia trộm cắp ô tô. Khoảng 1 giờ sáng ngày 16 tháng 5 2013, Mạnh cùng với Thành và Cảnh đi tìm ô tô để trộm. Khi đi đến khu vực xóm Hàng, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội, phát hiện ô tô của anh Trần Quang Hào để trước cửa nhà. Cảnh và Thành cảnh giới cho Mạnh dùng van phá khóa cậy cửa, lấy xe và mang đi cất giữ, rồi tìm người để tiêu thụ. Với thủ đoạn trên, Mạnh và đồng bọn đã thực hiện trót lọt 13 vụ trộm ô tô trên địa bàn thủ đô Hà Nội với tổng giá trị là hơn 1,7 tỷ đồng. Sau đó, Mạnh đã bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã. Sau gần 2 năm lẩn trốn, ngày 28 tháng 1 năm 2016, Mạnh bị bắt. Theo lời khai của Mạnh, ngoài 13 vụ trộm trên, Mạnh còn cùng đồng phạm gây ra 4 vụ trộm ô tô tải trên địa bàn quận Đống Đa, Nam Từ Liêm và huyện Hoài Đức, Hà Nội. Tuy nhiên, do chưa xác định được bị hại và chưa thu hồi được vật chứng, nên cơ quan điều tra quyết định tách rút hồ sơ liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau. Cuối chương trình là mục tiêu điểm hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, tổ 5, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng là địa phương nổi tiếng với nghề trồng nấm. Và từ khi cơ sở sản xuất nấm và meo nấm của gia đình ông Âu Minh Chính ra đời, bà con đã có một địa chỉ uy tín, chuyên cung cấp những bịch trồng nấm bào ngư chất lượng cao. Hơn thế nữa, những bịch trồng nấm bào ngư này được tái chế từ chính những bịch nấm đã qua sử dụng của nông dân địa phương. Năm 2007, cơ sở sản xuất nấm của gia đình ông Âu Minh Chính, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng bắt đầu sản xuất nấm bào ngư và phải mất gần 4 năm nghiên cứu, thử nghiệm. Đến năm 2011, gia đình ông mới tìm ra cách xử lý những bịch meo nấm đã qua sử dụng trở thành những bịch meo mới, sạch bệnh. Những bịch meo cũ có thể tái sử dụng, phải còn trắng, tức là chưa bị nhiễm khuẩn. Sau khi thu gom về, sẽ được đem ra xay nhuyễn, bỏ qua máy sàng lọc kỹ, trộn đều với các chất dinh dưỡng gồm cám gạo, phân bón, mùn cưa và đóng thành bịch phôi. Phôi sẽ được đưa vào lò hấp 10 tiếng để đảm bảo vô trùng trước khi cấy giống vào đưa đến cho bà con. Chúng tôi đầu tư cái việc sản xuất nấm này là cũng nghĩ là phải làm sao gia đình mày mỏ là cho con cái đi thăm hỏi học hành ở dưới Long Khánh về mới triển khai để mở cái lò để mà sản xuất nấm bào ngư. Đến nay, cơ sở sản xuất nấm của gia đình ông Chính đã xây dựng 25 nhà nấm, 2 lò hấp meo nấm, cung cấp meo giống không chỉ tại Đức Trọng mà còn các địa phương lân cận như Di Linh, Bảo Lộc, Bình Thuận. Những bịch meo nấm do gia đình ông sản xuất có thể sử dụng trong 6 tháng và được đóng chân trong vùng đánh giá cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục là phát triển thêm về nắm thêm về cái khoa học kỹ thuật, làm sao là phát triển cái công nghệ, đưa cái khoa học công nghệ vào thực tế để sản xuất, để bảo đảm cái cuộc sống cho khu vực vùng và các nơi khác. Được công nhận là top 100 thương hiệu thực phẩm tốt nhất năm 2015, đạt cúp vàng doanh nghiệp Việt tầm nhìn mới tại giao lưu cộng đồng kinh tế ASEAN là những phần thưởng danh giá, ghi nhận những đóng góp của ông Chính mang sản phẩm nấm của huyện Đức Trọng vươn xa. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Vé tàu xe dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 có nhiều diễn biến khác nhau. Có khoảng 160.000 thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện vụ nhập lậu 5kg sừng tê giác trị giá hơn 6 tỷ đồng. Hà Nội bỏ điều trị vì không có thẻ bảo hiểm y tế.